Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Sáng tỏ vụ Zidane thay thế Ten Hag MU u kích nổ bom tấn 130 triệu euro. Ten Hag biến Ganacho thành Ronaldo 2.0. MU có thể phá hủy sân vận động Old Trafford. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Sáng tỏ vụ Zidane thay thế Ten Hag MU u kích nổ bom tấn 130 triệu euro. Theo tiết lộ từ tờ Mirror, Zinedine Zidane sẽ không dẫn dắt Man United ở bất kỳ trường hợp nào. Nhà cầm quân 51 tuổi chỉ muốn tiếp quản công việc huấn luyện tại đội tuyển quốc gia Pháp và từ chối tất cả những lời đề nghị từ Anh. Trong khi đó, Erik ten Hag vẫn được ông chủ mới Sir Jim Danifi, cho cơ hội đến cuối mùa giải 2023-2024. Bên cạnh đó, theo truyền thông Bồ Đào Nha, MU đang rất quan tâm đến tiền vệ Joao Neves, người đang có hợp đồng với Benfica đến năm 2028 và điều khoản giải phóng trị giá 130 triệu euro. Bất chấp việc được MU để ý, cầu thủ 19 tuổi vẫn bày tỏ mong muốn thi đấu cho Benfica đến hết mùa giải này. Điều đó khiến cho Quỷ đỏ gặp khó trong nỗ lực chiêu mộ ở phiên chợ đông sắp tới. Jonelvez là một tiền vệ phòng ngự thường xuyên góp mặt trong đội hình của Benfica khi mới 19 tuổi. Tiền vệ này đã ra mắt câu lạc bộ vào năm ngoái, đá chính cho Bồ Nha kể từ đó. Đây được cho là phương án mà Quỷ đỏ nhắm đến để thay thế cho Casemiro, người đã có phong độ không tốt hay chấn thương trong thời gian gần đây. Đã có những thông tin cho rằng MU có thể chấp nhận những lời đề nghị từ Ả Rập cho tiền vệ người Brazil. Neves là sao mai hàng đầu của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Cầu thủ này có thể thi đấu nhiều vị trí ở hàng tiền vệ và hoàn toàn đủ sức thay thế Casemiro. Trước một tuyến giữa bất ổn, cổ động viên MU đang háo hức khi câu lạc bộ nhắm đến một tài năng hàng đầu của bóng đá châu Âu. Neves có phong cách sơ vin thi đấu khá giống với Rodri của Man City. Cầu thủ 19 tuổi này còn hợp đồng với Benfica đến năm 2028, do đó MU có thể sẽ phải chi một số tiền rất lớn để lôi kéo anh gia nhập Old Trafford. MU có thể phá hủy sân vận động Old Trafford. Sir Jim Ratcliffe đã mua 25% cổ phần của Man United vào dịp Giáng sinh. Ông có nhiều dự định khi tiếp quản mảng bóng đá của câu lạc bộ. Tỷ phú người Anh hứa đầu tư 245 triệu bảng vào câu lạc bộ và một trong những quyết định lớn nhất mà ông muốn thực hiện là phá rỡ Old Trafford để xây sân vận động mới. Đang có 3 phương án được đưa ra bởi công ty thiết kế đã giúp hoàn thiện xây dựng sân vận động của Tottenham vào năm 2019. Những phương án này là tập trung vào một dự án cải tạo nhỏ hoặc mở rộng khán đài phía Nam qua tuyến đường sắt liền kề trong khi tái phát triển phần còn lại của sân hoặc xây dựng một sân vận động hoàn toàn mới. Giám đốc điều hành của công ty thiết kế này cho rằng lựa chọn xây sân vận động mới là tốt nhất dành cho Man United. Tôi cảm thấy rằng việc xây sân vận động mới có thể trở thành giải pháp tiết kiệm nhất. Số tiền đầu tư ban đầu là cao nhất trong ba phương án nhưng có rất nhiều quỹ đất để phát triển ở đó. Man United có thể tiếp tục sử dụng sân đấu hiện tại trong khi quá trình xây dựng diễn ra, nghĩa là không có sự sụt giảm về doanh thu ngày thi đấu. Về mặt kiến trúc, với không gian có sẵn thì bạn có thể làm được điều gì đó thực sự sáng tạo và thú vị, sẽ không có hạn chế về không gian. Sir Jim Danifi cũng hiểu rõ rằng việc tu sửa Old Trafford sẽ đòi hỏi những khoản đầu tư khổng lồ trong tương lai. Theo tính toán, việc xây dựng sân vận động mới từ những mảnh đất xung quanh sẽ tiêu tốn của MU khoảng 2 tỷ bảng. Mới đây, ông đã gửi thông điệp đặc biệt tới người hâm mộ MU, thề sẽ làm tất cả những gì có thể để mang những ngày vinh quang trở lại Old Trafford. Bức thư của Danifi có đoạn, Tôi muốn viết thư cho các bạn vào thời điểm này vì vai trò quan trọng của người hâm mộ đối với tương lai của MU. Tôi tin rằng chúng tôi có thể mang lại thành công thể thao trên sân cỏ để bổ sung cho thành công thương mại chắc chắn mà câu lạc bộ đã đạt được. Nó đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn cùng với sự nghiêm ngặt về trình độ quản lý chuyên nghiệp cao nhất. Các bạn có tham vọng với MU và chúng tôi cũng vậy. Không có gì đảm bảo trong thể thao và sự thay đổi chắc chắn có thể mất thời gian, nhưng chúng tôi sẽ theo đuổi nó lâu dài và cùng nhau chúng tôi muốn giúp đưa Màu U trở lại nơi câu lạc bộ thuộc về đỉnh cao của bóng đá Anh ở châu Âu và thế giới. Tôi rất coi trọng trách nhiệm đó, xin lưu ý rằng giống như bất kỳ thỏa thuận nào, nó phải tuân theo quy trình ký kết, quy định thông thường và do đó chúng tôi không mong đợi nói chuyện công khai về các vấn đề của câu lạc bộ cho đến khi thỏa thuận được hoàn tất. Ten Hag biến Ganacho thành Ronaldo 2.0. Ganacho chính là cầu thủ sáng nhất ở trận đấu mà U đánh bại Aston tại vòng 19 ngoài hạng Anh. Ngôi sao người Argentina có hai bàn thắng giúp Quỷ Đỏ gỡ hòa trước khi Ramos Hoynon ấn định thắng lợi 3-2. Ở trận này, Erik Ten Hag quyết định xếp Ganacho chơi ở vị trí cánh phải thay vì cánh trái như thường lệ. Trong khi đó, Anthony bị đẩy lên ghế dự bị, còn Radford được chuyển lại cánh trái quen thuộc. Khi được chơi ở cánh phải, Ganacho tỏ ra nguy hiểm hơn nhiều, điều này được thể hiện rõ nhất ở bản đồ nhiệt của ngôi sao người Argentina trong trận thắng Aston Ganacho di chuyển khá tích cực, thường xuyên có mặt tại những vị trí nguy hiểm, cụ thể ở ngay sát phía trong vùng cấm của đội bạn. Đến khi Rashford rời sân ở phút 80 và Anthony vào thay thế, Garnacho trở lại cánh trái. Thời điểm ấy, Garnacho tỏ ra khá vô hại. Anh chỉ thường xuyên bám biên thay vì có những pha đột phá hay xâm nhập vào khu vực nguy hiểm. Tốc độ của Garnacho rất ấn tượng nên điều đó cho phép MU thường xuyên triển khai bóng trực diện. Những đường truyền vượt tuyến của đồng đội được Garnacho xử lý mượt mà hơn khi anh tiếp nhận ở vị trí cánh phải. Có những thời điểm Garnacho thi đấu rất cao ở vị trí trên hàng công của MU. Theo tờ Dân Săn phân tích, ngôi sao sinh năm 2004 thậm chí có vị trí đứng trung bình trong cả trận còn cao hơn cả trung phong ra mút hoi nun. Ganacho và Bruno Fernandes hoán đổi vị trí cho nhau khá nhịp nhàng ở trận đấu MU thắng Aston Villa. Mỗi khi Ganacho quyết định di chuyển vào trung lộ, Fernandes lập tức chạy sang cánh phải. Điều này được thể hiện rõ ở bàn thắng thứ hai của MU và lưới Aston Villa. Phát kiến đưa Ganacho sang cánh phải của Erik ten Hag khiến không ít cổ động viên MU liên tưởng tới hình ảnh của Ronaldo thời kỳ còn chơi ở vị trí chạy cánh tại sân vận động Old Trafford. CR7 đã phát triển các kỹ năng từ việc chơi ở cánh phải rồi sau này sang cánh trái và hiện trở thành trung phong đích thực. Có lẽ Eric Ten Hag nên để Ganacho thường xuyên án ngữ ở cánh phải của MU khi sự hiệu quả trong lần thử nghiệm mới nhất vượt trên mức kỳ vọng. Điều này càng có cơ sở khi Anthony vẫn đang có màn thể hiện vô cùng thất vọng. Baxa đứng ngồi không yên về Mason Greenwood. Mason Greenwood đã được MU cho Getafe mượn vào đầu mùa giải này và đang có phong độ ấn tượng. Sau 14 lần ra sân cho câu lạc bộ mới, Mason Greenwood đã đóng góp 4 bàn thắng và 5 đường kiến tạo. Barca, Valencia và Ryan Sociedad đều đang theo dõi tiền đạo người Anh và có thể sẵn sàng thực hiện động thái chiêu mộ trong mùa hè năm 2024. Ngay lúc này đây, Barca thực hiện kế hoạch theo dõi ngôi sao sinh năm 2001. Theo tờ Sun tiết nộ, bác Barca đã cử tuyển trạch viên đến trinh sát 3 trận đấu gần đây nhất của Mason Greenwood. Một nguồn tin cho biết, Barca đã rất quan tâm đến Greenwood và quyết tâm chiêu mộ cậu ấy. Hiện tại, họ đang dẫn đầu cuộc đua. Các tuyển trạch viên đã theo dõi Mason Greenwood và được giao nhiệm vụ quyết định xem liệu cậu ấy có phù hợp với phong cách chơi của Barca hay không. Greenwood sẽ là một sự bổ sung chất lượng cho đội. Việc chuyển đến Barca sẽ trở thành một bước ngoặt lớn đối với Mason Greenwood. Bản thân Getafe cũng rất muốn kéo dài mối nương duyên với Greenwood trong tương lai. PSG ra quyết định với Sancho và Casemiro. Dù ở trong những tình cảnh khác nhau, nhưng giai đình Sancho và Casemiro đều bị liệt tên vào danh sách thanh lý của MU ở kỳ chuyển nhượng tháng riêng. Casemiro không còn giữ được vị thế sau khi sa sút phong độ và vắng mặt quãng thời gian dài vì chấn thương. Trong khi đó, thái độ chống đối mà Sancho thể hiện với Erik ten Hag khiến anh bị gạt tên khỏi kế hoạch. Mà U dự kiến sẽ bán cả hai cái tên này ở kỳ chuyển nhượng tháng riêng và động thái này đã thu hút sự quan tâm đến một số câu lạc bộ. Nhiều đồn đoán cho rằng PSG đã sẵn sàng chiêu mộ bộ đôi thất sủng để tăng cường chất lượng cho đội hình ở giai đoạn nửa sau của mùa giải. PSG muốn tìm kiếm vinh quang tại C1, vì vậy họ sẽ xem xét bổ sung thêm nhân sự ngay ở phiên chợ đông. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ nhà báo Ben Jacob, đại diện nước Pháp không hề có ý định chiêu mộ ai trong số hai cái tên nói trên. Họ sẽ chỉ thực hiện chi tiền nếu cảm thấy mục tiêu thực sự phù hợp. Inter để mắt tới Matean. Theo Manchester Evening News, Inter đang muốn chiêu mộ Anthony Matean dưới dạng tự do vào hè năm 2024 sau khi biết tin cầu thủ này sẽ không được Man United gia hạn hợp đồng. Giao kèo giữa Matean và Quỷ Đỏ sẽ kết thúc sau mùa 2023-2024. Đội chủ sân Old Trafford quyết định không kích hoạt điều khoản tự động gia hạn vì đóng góp ít ỏi của chân sút người Pháp. Trước đó, Inter cũng đã thành công với nhiều cầu thủ bị xem là hàng thải của MU. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!